Cảm ơn Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con. Ngài đúng là đấng mà chúng con hoàn toàn nương dựa trong mỗi điều trong cuộc sống của chúng con, trong mỗi bước đi trên hành trình của chúng con. Chúa là nơi nương dựa chúng con, Ngài là đấng chăn giữ chúng con, che chở chúng con. Chúng con tin điều này, chúng con nhận lãnh điều này, chúng con luôn luôn bước đi trong sự bình an và vui hưởng tất cả những ân huệ của Chúa dành cho cuộc đời của chúng con. Xin Chúa là Đức Chúa Trời, Ngài tiếp tục bổ sung lại cho chúng con, làm cho chúng con được tươi mới mỗi một ngày, cho chúng con được tình yêu của Ngài đầy dẫy, để chúng con có thể cảm biết được tình yêu của Chúa là thế nào, hầu cho chúng con có đức tin và nhận lãnh tất cả những ân điển của Chúa mà chính tình yêu của Chúa mang lại. Con cảm ơn Cha. Xin dâng hết thảy anh chị em chúng con, xin Thánh Linh của Ngài dạy dỗ chúng con lời của Ngài, xin tiếp tục dầm thấm trong chúng con lẽ thật của Chúa, để lẽ thật ấy được kết quả trên đời sống của chúng con trưởng thành. Chúng con sẽ là những người hữu dụng trên nhà của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Cha. Dâng hết thảy anh chị em yêu dấu của chúng con, anh chị em yêu dấu của chúng con cái yêu dấu của Chúa. Chúng con thì một thành viên và cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Ở trong Ma-thi-a đoạn 23 câu 16, Chúa Giê-xu quở trách những người Pha-ri-si và những thầy thông giáo. Họ trước mặt dân sự là những người rất là công bình, những người thực thi luật pháp nghiêm khắc. Nhưng mà trong cái chỗ này là chúng ta thấy Chúa phơi bày hết tấm lòng của họ ra. Và Chúa quở trách rất là nặng nề, rất là nặng nề. Cho nên nhiều khi chúng ta nhìn thấy cái bề ngoài nó như vậy, nhưng mà không thật sự bên trong nó không như vậy. Chúa thì Chúa không có nhìn bề ngoài, Chúa nhìn vào trong tấm lòng. Nhiều người có vẻ là đạo đức, là tinh kính, là trả giá ghê lắm. Nhưng mà thực sự tấm lòng nó không có thể, nó chất chứa những điều không tốt. Bây giờ chúng ta sẽ xem và chúng ta nhìn thấy những lẽ thật và bài học ở trong cái đoạn này. Ma-thi-a đoạn 23 từ câu 16 trở đi ha. Khốn cho các ngươi là kẻ mù dẫn đường. Các ngươi nói rằng nếu người nào chỉ đền thờ mà thề thì không can chi. Xong chỉ vàng của đền thờ mà thề thì phải mắc phải lời thề ấy. Hỡi kẻ dại và mù vàng và đền thờ, làm cho vàng nên thánh cái nào trọng hơn? Lại các ngươi nói rằng nếu người nào chỉ bàn thờ mà thề thì không can chi. Xong chỉ của lễ trên bàn thờ mà thề thì phải mắc lời thề ấy. Hỡi kẻ mù kia, của lễ và bàn thờ làm cho của lễ nên thánh, cái nào trọng hơn? Vậy thì người nào chỉ bàn thờ mà thề là chỉ bàn thờ và cả của lễ trên bàn thờ mà thề. Người nào chỉ đền thờ mà thề là chỉ đền thờ và đấng ngự nơi đền thờ mà thề. Còn ai chỉ trời mà thề là chỉ ngôi của Đức Chúa Trời và đấng ngự trên ngôi mà thề vậy. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng Chúa quở trách những cái người Pha-ri-si và thầy thông giáo về cái việc họ là những người mù. Họ không nhận định ra, họ không phân biệt được ra giữa vàng với đền thờ và của lễ với bàn thờ. Họ đánh giá thấp bàn thờ và đền thờ. Đấy. Cho nên Chúa nói với họ là những kẻ dại và mù. Họ là những người giảng dạy luật pháp của Chúa. Họ là những người thực thi luật pháp của Chúa, xử đoán những người khác. Nhưng mà bị Chúa Giê-xu nói rằng là dại và mù. Họ không nhận biết được giá trị thiêng liêng của đền thờ là như thế nào. Họ không nhận biết được điều đó. Và Chúa cho chúng ta thấy giá trị của đền thờ là như thế nào. Người xưa đó thì thường dùng lời thề mà để đảm bảo cho cái lời nói của mình. Thường mà nói cái gì người ta không tin, hoặc là người ta nói này nói kia đó, oan ức quá thì chỉ trời mà thề. Ở đây dân Do Thái thì lại có thêm một cái điều nữa là chỉ bàn thờ hay là chỉ đền thờ, chỉ của lễ, chỉ vàng gì đó. Đấy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng với cái lòng tham vốn có của những người Pha-ri-si này, nghĩa là nó ẩn giấu ở trong đó. Thì những người Pha-ri-si và thầy thông giáo đã dạy dân sự rằng là vàng hay của lễ mới đáng là đối tượng cho sự thề thốt, còn đền thờ và bàn thờ thì không. Người thường thì chỉ trời mà thề, dân Do Thái thì bây giờ chỉ vào đền thờ mà thề, nhưng mà người Pha-ri-si và thầy thông giáo thì nói rằng là phải chỉ vào vàng đó, nghĩa là đền thờ được xây mà coi như có nhiều vật dụng trong đền thờ là được giác vàng đó, hoặc là vàng nguyên khối đó. Phải chỉ vào được vàng để thề thì mới có giá trị, mới phải mắc phải lời thề. Chứ còn chỉ cái đền thờ chung chung vậy là họ không sao hết.
Còn họ nói còn dạy thêm là chỉ cái của lễ mà thề thì mới thể mất cái lời thề đó, chứ còn chỉ bàn thờ thì không sao hết. Họ suy nghĩ như vậy, họ dạy như vậy. Nhưng mà thật ra chúng ta thấy rằng là trong cái lòng của họ nó chất chứa sự tham lam về vàng, về của lễ. Họ xem đền thờ không ra gì hết. Cho nên Chúa mới nói rằng là họ là những lãnh đạo mù lòa, mù với cái giá trị thiêng liêng của đền thờ. Chúa Giêsu dạy rằng đền thờ hay bàn thờ đều là đại diện cho Đức Chúa Trời. Chúa nói ai chỉ đền thờ mà thầy là chỉ đấng ngự nơi đền thờ. Đứng nơi đền thờ có nghĩa là Chúa. Hay nói khác hơn là Chúa Giêsu nói rằng là đền thờ hoặc là bàn thờ đều là biểu tượng của Đức Chúa Trời. Chính đền thờ hay bàn thờ mới khiến mọi thứ nên thánh. Chúa nói như vậy. Của lễ sắp lên bàn thờ thì từ bàn thờ nó khiến của lễ nên thánh. Của lễ đem vào đền thờ thì của lễ đó nên thánh. Cho nên chính gốc rễ của đền thờ và bàn thờ mới làm cho của lễ nên thánh. Cho nên nếu ai chỉ đền thờ hay bàn thờ mà thề thì sẽ mắc lời thề, hay nói khác hơn là sẽ phải chịu trách nhiệm với lời thề đó. Người xưa thì người ta hay thề thốt, nhất là dân Do Thái thường hay thề thốt, kể cả người ngoại cũng hay thề thốt. Nhưng mà Chúa thì không muốn chúng ta làm vậy. Chúa hoàn toàn Ngài không muốn. Trong Ma-thi-ơ đoạn 5, Chúa có nói cho chúng ta biết rất là rõ. Các ngươi còn có nghe lời phán cho người xưa rằng ngươi chớ thề dối, nhưng đối với Chúa phải giữ vẹn lời thề. Và người xưa người ta nói như vậy. Và trong Cựu Ước chúng ta thấy nhiều câu chuyện như vậy. Xong ta phán cùng các ngươi rằng đừng thề chi hết. Đừng chỉ trời mà thề, cũng đừng vì là ngôi của Đức Chúa Trời. Đừng có chỉ lên trời mà thề, bởi vì đó là ngôi của Đức Chúa Trời. Gì nữa? Đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chân của Đức Chúa Trời. Chỉ trời thề cũng được, chỉ đất thề cũng không được. Bởi vì trời là ngôi mà bệ chất là chân của Đức Chúa Trời. Bệ chân. Đừng chỉ thành Jerusalem mà thề, vì là thành của vua lớn. Lại cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì tự ngươi không thể làm cho một sợi tóc trên nên trắng hay là đen được. Xong ngươi phải nói rằng phải, không, không. Còn điều người ta nói thêm đó bởi nơi quỷ dữ mà ra. Ý là gì? Ý là nếu mà người ta nói cái gì đó mình đúng thì mình nói đúng, không thì không. Còn người ta bị đặt, người ta nói thêm điều gì đó mình đừng có sợ, không cần phải thề thốt để minh chứng cho cái điều của mình. Những cái người mà vu khống hay là bị đặt, họ không tin mình hoặc là họ vu khống mình mà mình buộc mình phải lời thề thì Chúa nói không cần phải thề. Những cái người vu khống đó là nơi bới nơi quỷ dữ mà ra. Cho nên Chúa Giêsu không muốn chúng ta phải làm như vậy. Chúng ta không cần chứng minh cho mình bằng lời thề. Không cần. Những cái kẻ dùng lời vu khống chúng ta là bởi nơi quỷ dữ mà ra. Chúa nói rõ như vậy. Phần chúng ta là cứ phó thác mình cho Chúa, cho tình yêu đời đời của Chúa. Chúa yêu thương chúng ta mà Chúa yêu thương chúng ta đời đời luôn. Cho nên chúng ta đừng có sợ. Chúa sẵn sàng bên vực chúng ta, Chúa thuộc về bên chúng ta. Cho nên chúng ta cần gì phải sợ mà phải chứng minh bằng sự thề thốt. Những người mà bị đặt vu khống đó là những người mà coi như là họ chẳng qua là coi như bị xúi dục bởi ma quỷ, họ là tay sai của ma quỷ mà thôi. Cho nên cuộc đời của chúng ta từ khi có Chúa không nhất thiết, không cần thiết phải thề. Có Chúa rồi, cần gì phải thề. Ở trong Tân Ước á, Chúa Giêsu chính là đền thờ của chúng ta. Dân Israel hồi xưa có một cái đền thờ nhìn thấy bằng mắt đàng hoàng. Còn ở trong Tân Ước thì Chúa Giêsu chính là đền thờ của chúng ta. Giăng đoạn 2 câu 19 nói là Đức Chúa Giêsu đáp rằng hãy phá đền thờ này đi, trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Người Giu-đa nó lại nói người ta xây đền thờ này mất 46 năm mà thầy sẽ dựng lại trong 3 ngày. Nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể mình. Chúng ta thấy không? Chúa Giêsu nói đây là đền thờ của thân thể mình, có nghĩa là 3 ngày sau thân thể của Ngài là thân thể hư nát, nhưng 3 ngày sau Ngài sống lại với một thân thể vinh hiển, và Ngài chính là đền thờ của chúng ta. Trong cõi thuộc linh chúng ta ở trong Ngài.
Ngài là đền thờ của chúng ta. Chúng ta một phần của đền thờ đó. Cho nên trong Chúa Giêsu chúng ta là một phần của đền thờ Ngài. Và chúng ta là vàng của đền thờ. Và chúng ta cũng là của lễ của đền thờ. Mà cái của lễ của chúng ta mới là cái của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời. Bởi vì của lễ chúng ta là của lễ mà đã được tinh sạch, đã được làm sạch, đã được thánh hóa bởi đền thờ rồi. Bởi đền thờ Chúa Giêsu rồi. Đấy. Chúa Giêsu có nói là bàn thờ làm cho của lễ nên thánh, đền thờ làm cho vàng nên thánh. Đúng không ạ? Thì ngày hôm nay khi Chúa Giêsu chính là đền thờ của chúng ta một phần trong của Chúa Giêsu, thì chúng ta chính là vàng, là của lễ đã được nên thánh và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Của lễ ngày xưa cũng không phải là của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời đâu quý vị. Của lễ ngày xưa mang tính chất là tạm thời, mang tính chất là biểu tượng. Nhưng mà của lễ của chúng ta ngày hôm nay, chính chúng ta là của lễ của Đức Chúa Trời, mới là của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời. Vì đã được nên thánh bởi chính Chúa Giêsu là đền thờ của Đức Chúa Trời. Đấy. Cho nên Chúa Giêsu Ngài khiến chúng ta nên thánh. Chúng ta là một người ô uế không sạch sẽ, là tội lỗi, nhưng Chúa khiến chúng ta nên thánh. Không những nên thánh thôi, mà trở nên có giá trị. Có giá trị. Trở nên lớn lao. Và trở nên công chính, vinh hiển. Và không những thế, Chúa còn cất nhắc tên chúng ta thành vua và thầy tế lễ. Để chúng ta có thể cai trị trong cuộc sống. Mà theo lời Phaolô nói là cai trị trong cuộc sống là dường nào. Là dường nào. Trong Ma-thơ đoạn 23 câu 3 chúng ta thấy tiếp Chúa Giêsu quở trách tiếp người Pha-ri-si như thế nào. Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình. Hồi nãy là Chúa quở trách là mù thì không biết lẽ thật. Đền thờ là quan trọng như thế nào. Bây giờ Chúa quở trách họ là kẻ giả hình, đạo đức giả. Vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, hồi hương và rau cần, mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp là sự công bình, thương xót và trung tín. Đó là điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia. Họ khoe khoang về việc họ dâng hiến. Họ khoe khoang về dáng dấp của họ, về hình thức của họ, về mọi sự, về công trạng của họ. Nhưng mà họ lại bỏ qua, Chúa nói là bỏ qua điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp. Điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp đó là gì? Đó là sự công bình. Đó là sự công bình. Sống được một đời sống công chính. Thứ hai là đời sống thương xót. Họ không có lòng thương xót. Và thứ ba là trung tín. Trung tín trước mặt Đức Chúa Trời. Trung tín nó cũng bao gồm có đức tin. Đức tin nơi Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy là Chúa quở trách những người này, họ là nghiêm túc giữ lễ này, giữ lễ kia, rồi giữ mình sạch sẽ, không dính với ô uế, rồi nào là dâng hiến một phần mười, vân vân và vân vân. Nhưng mà cái điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp. Luật pháp được đưa ra, không phải là chúng ta giữ như là một cái động tác giữ nó bề ngoài, nó cứng ngắc. Nhưng mà phải hiểu rõ cái nội dung, cái cốt lõi của luật pháp. Đó là sự công bình, thương xót và trung tín. Chúa muốn điều đó. Chúa muốn hơn cả của lễ nữa quý vị. Chúa còn muốn hơn cả của lễ. Đó là sự công bình, thương xót và trung tín. Nhưng mà những người Pharisee thực hiện thông giáo này bỏ qua những điều đó mà thích làm những điều bên ngoài. Câu 24 Chúa kết luận: hỡi kẻ mù dẫn đường. Không những giả hình thôi mà còn mù lòa. Các ngươi lọc con ruồi nhỏ mà nuốt con lạc đà. Lọc con ruồi nhỏ mà nước con lạc đà. Cái này nó giống như là thả con tép bắt con tôm vậy. Giống như vậy. Thực sự vậy. Những người Pharisee thời thông giáo này, họ khoe khoang việc nộp phần 10 bạc hà, hồi hướng và rau cần. Làm như là rất là nghiêm túc và tận hiến. Thậm chí tận hiến đến cả những điều nhỏ nhặt nhất. Dân bạc hà, phần 10 bạc hà cũng lên tiếng nữa. Dân hồi hương mà cũng khoe ra nữa. Dân rau cần mà cũng khoe ra nữa. Tôi dân một phần 10 rau cần, tôi dân một phần 10 bạc hà. Ngày hôm nay nhiều người khoe khoang về việc dân phần 10 lắm ấy. Khoe khoang.
những người này khoe khoang về những cái việc mà có, thậm chí những việc nhỏ nhất là rau cỏ mà họ dâng lên họ cũng khoe là họ dâng nữa. Cho nên Chúa mới kết luận là sao? Chúa nhìn thấy cái, nhìn thấy cả cái sự tham lam của họ luôn. Chúa nói các ngươi lọc con ruồi nhỏ mà nuốt con lạc đà, thả một con tép, thả một con ruồi ra nhưng mà nuốt cả một con lạc đà. Đó là sự tham lam của những người này. Giả hình, giả hình là ta là dâng hiến cả đến những điều nhỏ nhặt nhất à, nhưng mà thật ra họ công bố những điều đó, họ khoe khoang điều đó để họ tìm mọi cách và thu vén lợi lộc từ dân chúng. Luật pháp thì bao gồm luôn cả những nghi thức và những điều răn. Nghi thức là dân hiến, nghi thức là dân của lễ, rồi nhiều nghi thức khác cùng với những điều răn. Nhưng mà đa số người ta bất kỳ thời đại nào cũng thích những nghi thức, thích làm những nghi thức, bởi những nghi thức nó dễ quá mà. Đó, làm ra vẻ như là ta là kính kiền, làm những nghi thức nó rất là dễ. Đó, đi là nhóm thường xuyên, là nghiêm chỉnh, rồi cúi mình, rồi khép nép. Đó, rồi dân lễ gì là làm nghiêm chỉnh. Bởi vì nó là bề ngoài, nó là hành vi phô trương bề ngoài. Chứ còn người ta là coi như là hay không muốn làm điều bên trong, bởi làm điều bên trong ai thấy. Cho nên người ta rất thích phô trương bề ngoài mà bỏ qua điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp là sự công bình, thương xót và trung tính. Đó là những điều quan trọng mà luật pháp muốn, chứ không phải là những ý thức đó. Mà hầu hết ai cũng vậy, trong bất kỳ thời đại nào cũng vậy, là người ta chỉ thích nghi thức và hành vi phô trương bên ngoài. Hồi xưa khi mà thầy bắt đầu bước đi theo Chúa, đi theo phái này phái kia, cũng bị vướng vào trong cái chuyện nghi thức này, vướng vào cái việc phô trương bên ngoài này. Làm ra vẻ ta rất là tinh kính, cầu nguyện thì khóc lóc dữ dội, khoe khoang về sự dâng hiến của mình, hoặc là kiêng ăn của mình bao nhiêu ngày bao nhiêu ngày. Mình bị giống như mình bị nhiễm về cái sự khoe khoang, cái sự lây nhiễm đó, nó ảnh hưởng đến mình. Mình cũng giả hình giống như người ta. Nhưng mà từ khi mà biết ân điển của Chúa, mình thấy mình có ân điển của Chúa, mình sung sướng, cần gì phải khoe những cái điều đó. Không cần khoe những điều đó. Không cần khoe là tôi tin kính, tôi thế này, tôi thế kia. Bởi vì tôi chỉ cần biết tôi nhận ân điển của Chúa là tôi sung sướng thôi. Trong thời đại Tân Ước thì chúng ta biết là không có nhiều nghi thức, Chúa không còn bày ra những nghi thức dân của lễ, dân này dân kia tùm lum hết. Chỉ có một điều hệ trọng từ gốc rễ đó mà chúng ta phải áp dụng, đó là các ngươi hãy yêu nhau như ta đã yêu các ngươi. Một điều căn duy nhất cho các ngươi hãy yêu nhau như ta đã yêu các ngươi. Nó bao gồm luôn cả việc là coi như công bình, thương xót và trung tín luôn ở trong đó. Cho nên mọi lời nói và hành vi của chúng ta ngày hôm nay phải xuất phát từ điều hệ trọng đó, đó khi mà chúng ta đối xử với nhau. Khi chúng ta đối xử với nhau, nó phải xuất phát từ cái chỗ là hành vi đó là các ngươi hãy yêu nhau như ta đã yêu các ngươi. Đó là hiểu điều hệ trọng trong Tân Ước. Chúng ta tiếp tục. Tiếp tục câu 25, Chúa nói khốn cho các ngươi là thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình. Vì các ngươi rửa bề ngoài chén và mâm, nhưng ở trong thì đầy dẫy sự ăn cướp cùng sự quá độ. Rửa bề ngoài chén và mâm có nghĩa là họ trang sức bề ngoài rất là sạch sẽ, là tươm tất, là nghiêm chỉnh lắm. Thậm chí là coi như không cho ai đụng đến mình, sợ ô uế. Nhưng mà Chúa nói sao? Bên trong của họ đó, thì đầy dẫy sự ăn cướp cùng sự... Ăn cướp mà đầy dẫy, Chúa nói đầy dẫy sự ăn cướp. Cùng sự quá độ. Bề ngoài thì ra dáng công bình, nhưng bên trong thì chất chứa những sự tham muốn, ước muốn để mà lấy những cái gì của người khác. Câu 26, Chúa nói hỡi người Pharisee mù kia, trước hết phải lau bề trong chén và mâm, hầu cho bề ngoài cũng được sạch sẽ. Đây là một nguyên tắc. Không phải là trang điểm bề ngoài mới là đúng đó. Chỉ cần trang điểm bề trong cho sạch sẽ thì tự nhiên bề ngoài nó cũng sạch sẽ. Chỉ cần bề trong là coi như là thánh khiết, bề trong là tốt đẹp thì tự nhiên nó phản ảnh ra phía bên ngoài của sắc diện của chúng ta. Sắc diện của chúng ta.
Câu 27 Chúa nói là khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình. Vì các ngươi giống như mồ mã tô trắng bề ngoài cho đẹp mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ dáy. Chúa quả trách họ quá nặng luôn. Ban đầu thì Chúa nói họ giống như là chén dĩa bề ngoài sạch bề trong thì đầy dẫy sự cướp. Bây giờ Chúa lại còn nâng lên cái lời quả trách này là các ngươi giống như là mồ mã. Chú ví họ giống như mồ mả, bề ngoài tô trắng cho đẹp nhưng bên trong thì đầy xương chết và mọi thứ dơ dáng. Nhân sự thì nhìn họ khác nha, mà Chúa Giêsu nhìn thấu vào họ và Chúa gớm ghiếc vậy đó. Nhân sự thì tôn trọng nhưng mà Chúa nhìn thấy và gớm ghiếc. Các ngươi cũng vậy, bề ngoài ra dáng công bình nhưng ở trong thì chan chứa sự giả hình và tội lỗi. Trang chứa giả hình và tội lỗi. Cho nên chúng ta thấy là Chúa nhìn thấy những điều rất tệ hại ở bề trong của những kẻ giả hình này. Dù bề ngoài là công bình, là sang trọng, là sạch sẽ đi nữa, họ đã mù vì họ không hiểu lẽ thật. Chúa quả trách họ mù vì không hiểu lẽ thật. Lẽ thật đó là nếu bề trong sạch thì bề ngoài tự động sạch theo. Và tất nhiên rồi, họ không bao giờ, không thể nào và không bao giờ tự khiến cho bề trong mình được sạch được. Không bao giờ mà họ có thể rửa sạch tội lỗi bề trong sự tham muốn sắc dục hoặc là tham muốn mọi thứ. Họ không thể nào làm cho bề trong sạch. Chắc chắn hơn rồi. Chúa nói lẽ thật này là nếu bề trong sạch thì bề ngoài sạch. Nhưng mà họ tự họ sẽ không bao giờ làm được việc đó. Nhưng mà trong tân ước thì được. Không phải chúng ta sẽ làm cho bề trong mình được sạch được. Nhưng mà chính Chúa Giêsu đã dùng huyết Ngài để rửa sạch trong chúng ta và trắng hơn tuyết luôn. Ngài rửa sạch bề trong chúng ta trắng hơn tuyết. Ngài rửa sạch tội lỗi chúng ta bởi huyết của Ngài, đến nỗi là trong lòng chúng ta trắng hơn tuyết. Mà chính vì bề trong chúng ta được sạch thì theo nguyên tắc đó là gì? Thì bề ngoài chúng ta trước mắt Chúa cũng được sạch sẽ luôn. Bề ngoài trước mắt Chúa cũng sạch sẽ luôn. Có thể là coi như là người đời họ nhìn thấy chúng ta ăn mặc bình thường, lượm thượm hay này kia vân vân, nhưng mà đối với Chúa nhìn thấy con người của chúng ta, bề trong đã sạch, bề ngoài cũng sạch luôn. Đấy. Do đó một người thực sự được tái sanh nha, thì không thể nào có cái bề trong gọi là đầy dẫy sự ăn cướp cùng sự quá độ. Thế có được. Nhiều người là coi như họ vu khống, họ nói là mấy người mà tin ân điển, theo ân điển, thì sẽ lạm dụng ân điển, sẽ sống tội lỗi thế này thế khác. Không phải. Họ không biết lẽ thật. Họ không biết được lẽ thật. Một khi mà một người được tiếp nhận Chúa, tin Chúa thì họ được sanh lại, mang bản chất của Đức Chúa Trời, bề trong được sạch, bề trong không còn chất chứa những điều gian ác và tội lỗi nữa, thì làm sao có cái chuyện mà đầy dẫy sự ăn cướp cùng sự quá độ giống như là coi như là những người Pha-ri-si thầy thông giáo được, mà nói rằng là họ tha hồ phạm tội. Không có. Cũng không thể có cái chuyện là bề ngoài ra dáng công bình nhưng ở trong thì chan chứa sự giả hình, chan chứa nha quý vị. Bề trong thì chan chứa sự giả hình, có nghĩa là nó đầy ắp luôn. Tất nhiên là chúng ta phần nào đó khi chúng ta còn sống trong xác thịt thì phần nào đó chúng ta có thể vướng vít những cái điều này, sự giả hình vân vân, nhưng mà tất nhiên không thể nào gọi là chan chứa sự giả hình và tội lỗi được. Không có cái chuyện đó. Cảm ơn Chúa vì chính Chúa Ngài làm cho chúng ta được sạch, được nâng thánh, cho nên bề ngoài chúng ta trước mặt Chúa cũng sạch sẽ luôn. Và không có cái chuyện mà đầy dẫy tội lỗi trang chứa sự giả hình. Một người tin Chúa thật. Một người tin Chúa thật. Ma-thơ đoạn 23 câu 29. Chúng ta xem tiếp. Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình, vì các ngươi xây đắp mồ mả của các đấng tiên tri, trao dồi mồ mả của người công bình và nói rằng. Đó. Nếu chúng ta ở cùng một thời với tổ phụ thì không hùa theo người mà làm đổ máu các đấng tiên tri vậy. Chúng ta biết thời xưa đó,
Chúa đã sai nhiều tiên tri đến để mà coi như là cảnh cáo dân Israel về tội lỗi của họ, thờ lại hình tượng, rời lời, rời bỏ Đức Chúa Trời. Rồi chưa kể những tội lỗi gian ác khác nữa. Thì họ giết các đấng tiên tri, họ ném đá, họ đánh đập, họ cưa xẻ, họ giết các đấng tiên tri. Rồi sau này con cháu của họ là cái thời những người mà coi như là cùng thời với Chúa Giê-xu nè. Lại lên tiếng là coi như là đoán xét tổ phụ của mình, là nếu mà chúng ta ở cùng thời chắc chúng ta không có làm giống như họ đâu. Mà thậm chí là bây giờ họ còn xây mồ mả của các đấng tiên tri rồi sơn phết nó lên giống như là ta đây là biết ơn những đấng tiên tri chứ không giống như tổ phụ hồi xưa là coi như xử các đấng tiên tri kiểu đó. Họ nói như vậy nhưng mà Chúa nhìn thấy tâm can của họ luôn. Trong câu 31 Chúa nói rằng ấy đó các ngươi tự làm chứng cho mình rằng con thật là con cháu của những người giết các đấng tiên tri. Vậy thì hãy làm cho đầy dẫy cái lườn của tổ phụ các ngươi. Chúa nói chính miệng các ngươi nói các ngươi là con cháu của đấng tiên tri. Như vậy thì các ngươi cũng không khác gì các đấng tiên tri. Các ngươi cũng sẽ mang bạn, xin lỗi, con cháu của những người giết các đấng tiên tri là tổ phụ các ngươi đó. Như vậy thì các ngươi cũng chẳng khác gì đâu. Bởi vì dòng dõi mà cha nào con ấy, thì chính các ngươi cũng sẽ phạm tội. Chính các ngươi cũng sẽ phạm tội đến nỗi mà các ngươi làm cho đầy dẫy cái lườn của tổ phụ các ngươi. Câu 33 Chúa nói hỡi loài rắn dòng dõi lắm rồi kia. Chúng ta thấy không? Họ tưởng là họ làm vẻ là họ công bình hơn những tổ phụ của họ, nhưng mà Chúa lại các ngươi cũng là dòng dõi rắn lục đó. Thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được? Nơi địa ngục được. Đấy. Cho nên chúng ta thấy những kẻ giả hình này đã lên án việc làm của tổ phụ. Họ ra vẻ ta đây là hơn tổ phụ mình. Nhưng mà không thể nào khác được đâu. Bởi vì họ cũng là dòng dõi rắn lục. Và nếu các đấng tiên tri mà có đến thời của họ, họ cũng xử các đấng tiên tri không khác gì tổ phụ họ đã xử các đấng tiên tri. Cho nên chúng ta thấy Chúa khẳng định rằng họ lại sẽ thêm tội ác vào tội ác. Bản chất họ sẽ thêm tội ác vào tội ác cho đến nỗi mà đầy dẫy cái lườn tổ phụ của họ. Tổ phụ họ phạm tội một phần rồi, bây giờ họ làm thêm tội nữa để cho nó đầy luôn. Và Chúa tuyên bố sẽ không cách nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được. Không cách nào. Chúa nói rõ như vậy. Nhưng mà phần chúng ta thuộc giao ước mới thì khác với vậy. Phi-e-rơ nhất đoạn 11, đoạn 1 câu 18 nói rằng vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình. Phi-e-rơ nói là chúng ta bởi Chúa mà chúng ta được chuộc ra khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình. Tổ tiên của người Do Thái ăn ở không ra chi xử các đấng tiên tri như vậy thì con cháu cũng sẽ không khác gì dòng dõi rắn lục. Bản thân chúng ta là người ngoại, Phi-e-rơ nói cho người Do Thái cũng như cả người ngoại luôn. Tổ tiên chúng ta đã từng xa cách Đức Chúa Trời cũng là những người ăn ở không ra chi. Và cái sự ăn ở không ra chi hay nói khác hơn là cái bản chất ác đó nó truyền lại cho chúng ta. Và ngày hôm nay chúng ta đã được chuộc ra khỏi cái điều đó bởi chính huyết của Chúa Giê-xu. Chúng ta chuộc. Cho nên chúng ta không mang bản chất của tổ phụ mình nữa, mà được tái sinh và mang bản chất của Đức Chúa Trời. Đây là lẽ thật nha quý vị. Cái lẽ thật này nó quan trọng lắm. Nếu chúng ta tin thì cái lẽ thật đó nó ảnh hưởng đến cuộc đời chúng ta. Chúng ta sẽ mang, chúng ta sẽ hành xử bởi vì chúng ta có một bản chất của Đức Chúa Trời bên trong thật sự chúng ta. Và nếu chúng ta đã được chuộc ra khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ phụ, truyền lại cho mình để chúng ta mang lấy bản chất Đức Chúa Trời, thì chắc chắn chúng ta sẽ thoát khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục. Ma-thơ đoạn 23 câu 34 cho chúng ta biết. Chúa nói tiếp với những người Pharisee. Vậy nên có nghĩa là Chúa tiếp cái phần trên đó. Chúa nói các ngươi nói rằng các ngươi sẽ không giống như tổ phụ vân vân ha. Các ngươi sẽ không xử các đấng tiên tri giống như tổ phụ các ngươi vậy ha. Cho nên Chúa nói vậy nên. Này ta sai những đấng tiên tri kẻ khôn ngoan và thầy thông giáo đến cùng các ngươi. Rồi Chúa nói là trong những người ấy, kẻ thì các ngươi sẽ giết và đóng đinh trên cây thập tự. Kẻ thì các ngươi sẽ đánh đập trong nhà hội của mình. Và các ngươi sẽ đuổi bắt họ từ thành này qua thành kia. Thấy chưa?
Chúa nói trước luôn á. Chúa nói các ngươi tự hào vậy sao? Các ngươi ngon hơn tổ phụ các ngươi sao? Ta sẽ làm giống như vậy. Sai những đến tiên tri, kẻ khôn ngoan và thầy thông giáo đến cùng các ngươi. Rồi các ngươi sẽ xử họ còn hơn tổ phụ. Còn hơn tổ phụ nữa. Câu 35 Chúa nói là hầu cho hết thảy máu vô tội bị tràn ra trên đất, mặt đất đổ về các ngươi. Từ máu A-bên là người công bình cho đến máu Sa-cha-ri là con của Ba-ra-chi mà các ngươi đã giết ở giữa khoảng đền thờ và bàn thờ. Chúa nói tất cả tội lỗi đó ta dồn luôn cho các ngươi luôn. Máu mà máu vô tội đã đổ ra bởi các tổ phụ của các ngươi đó, thì bây giờ cái máu đó cũng đổ lên các ngươi luôn. Hay nói tội lỗi của tổ phụ các ngươi cũng chồng lên các ngươi luôn. Quả thật ta nói cùng các ngươi, mọi điều đó sẽ xảy ra đến cho dòng dõi này. Chúng ta thấy rằng là Chúa sẽ sai những người hầu việc Chúa đến với họ. Tất nhiên là coi như là Chúa nói sẽ, có nghĩa là Chúa không nói đến những tiên tri thời cổ ước nữa, mà Chúa đang nói đến những người trong tương lai. Và những người trong tương lai này chính là những người đang phục vụ cho giao ước mới, là những người hầu việc Chúa của Chúa Giêsu Christ đến với họ để minh chứng rằng họ là dòng dõi rắn lục, chẳng khác gì tổ phụ họ khi xử các tiên tri, kẻ khôn ngoan và thầy thông giáo. Như vậy là sẽ có những tiên tri tương lai của giao ước mới, kẻ khôn ngoan đó, và những thầy thông giáo là những người mà giảng dạy lẽ thật, là những người khôn ngoan, là những giáo sư của Đức Chúa Trời, của phúc âm đến Christ đó, là những người giảng tin lành trong tương lai đến với họ. Và rõ ràng và lịch sử chúng ta thấy rồi đó, người thì bị họ đóng đinh lên thập tự giá. Phi-e-rơ bị đóng đinh đó, mà đóng đinh ngược luôn đó. Đuổi bắt từ thành này qua thành kia. Rõ ràng như vậy. Anh em chúng ta ở đây ai mà đi truyền giáo thì đã từng phải chịu cảnh này. Chịu cảnh này. Chạy từ tỉnh này chạy qua tỉnh kia. Thầy đã từng trải nghiệm cái chuyện này. Cho thấy dòng dõi này đã phán xét tổ phụ mình cách giả dối. Đó. Chính những người này đã từng xử những người hầu vị Chúa, đã từng xử các sứ đồ, đã từng giết các sứ đồ, đã từng đuổi bắt các sứ đồ của Chúa thời đầu tiên, thời hội thánh đầu tiên. Và Chúa nói gì? Chúa khiến cho họ là hết thảy máu vô tội bị tràn ra trên mặt đất đổ về các ngươi. Từ máu A-bên là người công bình. A-bên là con của Adam đó nha quý vị. A-bên là con của Adam. A-bên bị Ca-in giết một cách oan ức. Chúa nói là máu của A-bên cũng đổ lên các ngươi luôn. Cho đến máu Sa-cha-ri là con của Ba-ra-chi, tiên tri Sa-cha-ri. Cuối cùng của cụ ước mà các ngươi đã giết ở giữa khoảng đền thờ và bàn thờ. Giết luôn trong đền thờ luôn. Ghê chứ. Nói cách khác là họ sẽ phải chịu trừng phạt nặng nề vì có tội lỗi họ, và chịu luôn hết thảy tội lỗi của tổ phụ họ luôn. Đó, sự phán xét kinh khiếp. Cha làm mà con phải chịu luôn. Bởi vì con không có thay đổi. Con vẫn cứ đi theo đường của cha mình. Chúa tiếp tục công bố sự phán xét của họ. Ở Jerusalem, Jerusalem, Chúa đang ám chỉ những người này. Chúa nói đến Jerusalem là Chúa đang ám chỉ đến những người lãnh đạo kịch, dân cho dân thành Jerusalem. Ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi. Bao nhiêu lần ta muốn nhóm hợp các con ngươi như gà mái túc con mình trong ấp, túc con mình lại ấp trong cánh mà các ngươi chẳng khứng. Bao nhiêu lần ta muốn kéo dân sự đến cùng với ta mà các ngươi không khứng. Này, nhà các ngươi sẽ bỏ hoang. Nhà các ngươi sẽ bỏ hoang là Jerusalem sẽ bị bỏ hoang. Chúa tiên tri đó. Vì ta bảo các ngươi sẽ không thấy ta nữa cho đến lúc các ngươi sẽ nói rằng phước cho đến nhân danh Chúa mà đến. Như vậy thì Chúa Giêsu định tội Jerusalem và Ngài đã tiên tri về sự hoang vu của nó. Rõ ràng là sau 40 năm sau đó thì coi như là đúng rồi, sau 40 năm sau đó, từ khi Chúa Giêsu thăng thiên đó, thì coi như Jerusalem đã bị quân La Mã đến vây chặt và sau đó là đem bắt đi hết làm phu tù.
và tan hoang, Jerusalem tan hoang. Vì nó đã từ chối để mà Chúa nhóm hợp các con như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh bằng tin lành của mình. Chúa giảng tin lành để kêu mọi người đến, mà dân Do Thái, dân Israel và những người pha, đặc biệt là những người Pharisee và thầy thông giáo ngăn cản không cho dân sự đến với Chúa. Không cho Chúa đem dân sự để túc con mình trong cánh. Họ ngăn cản hết lần này các lần khác, thậm chí họ tìm cách tìm mọi mưu trước để mà bắt bớ và giết Chúa Giêsu. Họ ngăn cản rất rất là nhiều lần, từ thành này qua thành khác, họ đi theo, họ đuổi theo. Vậy. Thậm chí sau các sứ đồ này họ cũng cứ đi theo, đặc biệt là sứ đồ Phaolô đi tới đâu thì những người Giuđa đi theo đó để ngăn cản không cho người ta đến với Chúa. Và trong câu kết Chúa kết luận như thế này: vì ta bảo các ngươi sẽ không thấy ta nữa. Chúa đang tiên tri về việc mà ngày thăng thiên đó. Cho đến lúc các ngươi sẽ nói rằng phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Ngài tiên tri về ngày ngày trở lại. Tiên tri về ngày sẽ đi, các ngươi sẽ không thấy nữa, nhưng mà ta sẽ trở lại. Và khi ta trở lại thì các ngươi sẽ la lên rằng phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Và cái câu này chính là cái lời tiên tri rằng Chúa sẽ còn thương xót dòng dõi của những người này khi mà ngài trở lại. Chúa là thành tín. Chúa là thành tín với dân Chúa, dân Israel, thành tín với tổ phụ, với lời hứa của Abraham, Isaac và Jacob. Về dòng dõi của họ là được Chúa yêu thương đời đời, chuộc đời đời. Cho nên tổ phụ phạm tội, nhưng mà Chúa không bỏ. Chúa vẫn cứu dòng dõi con cháu của họ. Cho nên khi Chúa trở lại, thì con cháu của họ vẫn được cứu. Như vậy thì tóm lại trong bài học này chúng ta học những lẽ thật trong cái sự quở trách của Chúa đối với người Pharisee và thầy thông giáo. Chúa Giêsu chính là đền thờ của Đức Chúa Trời, và chính Ngài khiến chúng ta là vàng, là của lễ trong đền thờ đó. Chúng ta trở nên vàng và của lễ trong đền thờ đó, và chúng ta nên thánh cho đến đời đời. Điều thứ hai là nếu mà chúng ta có Chúa bên mình, chúng ta không cần phải thề thốt gì hết. Kẻ mà bịa đặt, nói khống và vu khống chúng ta thì là tai sai của ma quỷ. Đấy. Thậm chí dù cho họ là con cái Chúa đi nữa, nhưng mà họ đã vô tình để làm tai sai của ma quỷ bằng cách đặt điều vu khống, nói khống chúng ta. Chúng ta không cần phải thề thốt, có Chúa biết. Điều hệ trọng của giao ước mới là yêu nhau. Điều hệ trọng của cựu ước là công bình, thương xót và trung tín. Điều hệ trọng của giao ước mới là yêu nhau. Đấy. Tất cả mọi hành vi lời nói chúng ta phải dựa trên cái điều này. Chúng ta nói điều đó, chúng ta làm điều đó, có phải là chúng ta đang thực hành tình yêu của Đức Chúa Trời hay không mà thôi. Đấy. Chứ không phải là khoe khoang công trạng rằng là tôi đã làm điều này hay điều kia, đã nộp 1/10 bạc hà, hồi hương và rau cần. Không cần phải khoe khoang cái việc dâng hiến, mà thậm chí những người này khoe khoang việc dâng hiến nhỏ nhặt nhất họ cũng dâng. Mà trong lòng thì muốn lọc con ruồi nhỏ mà nuốt con lạc đà. Thứ ba nữa chúng ta học đó là bề trong chúng ta đã được làm sạch bởi Chúa Giêsu. Đấy, Ngài là đền thờ. Cho nên Ngài khiến cho chúng ta nên thánh, công bình và có địa vị vinh hiển trước mặt Đức Chúa Trời. Thứ tư nữa chúng ta không còn mang bản chất của tổ phụ mình, nên chúng ta sẽ ăn ở ra chi. Vượt khỏi sự phán xét mà đến với sự sống đời đời. Và trong câu kết, dù là Chúa công bố sự phán xét đối với họ, nhưng Chúa vẫn thương xót trung tín và thương xót dòng dõi của họ khi mà Ngài trở lại. Amen. Xin Chúa ban phước cho anh chị em chúng ta. Nguyện tiếp tục ân điển Chúa gia thêm anh chị em chúng ta. Chúng ta không cần giả hình, chúng ta không cần đảo giả, cứ thoải mái nhận ân điển của Chúa. Không cần phải quen quan ta là ta đây, ta là tinh kính, ta là thế này thế kia. Chỉ cần nhận ân điển của Chúa để sung sướng cuộc đời của mình rồi. Shalom. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Thầy. Chúa. Shalom. Shalom Thầy.